đặc tính của điện trường. Ta thực hiện thí nghiệm sau, nấu một khối cầu với giải băng của máy tạo điện tích và khởi động máy tạo điện tích, rồi thả một viên bông gòn nhỏ lên bộ mặt nạ điện tích. Viên bông gòn nhỏ sẽ di chuyển qua lại giữa bề mặt nạ điện tích và khối cầu trên một đường hình cung. Hiện tượng này được giải thích như sau: khi viên bông gòn rơi trên điện cực âm, nó sẽ được nạp electron, như thế nó có cùng điện tích với điện cực và bị đẩy ra. Viên bông gòn mang theo electron và bay sang điện cực dương. Khi chạm vào điện cực dương, các electron trên viên bông gòn bị hút đi. Viên gòn sẽ chuyển sang điện tích dương và lại bị đẩy đi. Nó bay qua lại giữa túi nạp điện tích và khối cầu. Lực hút và lực đẩy sẽ cùng tác dụng lên viên gòn. Vùng không gian giữa các điện cực được nạp điện tích âm và dương sẽ có một điện trường. Điện trường này sẽ tác dụng lực lên các điện tích đặt bên trong nó. Các hạt băng điện tích sẽ chuyển động trong một điện trường dọc theo những tuyến đường tưởng tượng. Người ta gọi các tuyến đường thường phát sinh lực là các tuyến điện trường, hay còn gọi là đường sức. Một điện trường được thể hiện bằng các đường sức và được xác định như sau. Đường sức của điện trường phát sẽ xuất từ các điện tích dương và chấm dứt ở các điện tích âm. Đường sức của điện trường bắt đầu và chấm dứt trên bề mặt của một điện tích. Đường sức của điện trường sẽ có hướng vuông góc với bề mặt của điện tích. Các đường sức sẽ không cắt nhau. Mật độ đường sức càng lớn, lực tác dụng càng mạnh. Để quan sát điện trường, ta thực hiện thí nghiệm sau. Trong một ít hạt tấm và một lọ thủy tinh chứa dầu thâu dầu, nhúng hóa điện cực vào đấy và nối chúng với các cực của máy tạo điện tích và lập lại thí nghiệm với các điện cực có hình thù khác nhau. Dưới tác dụng của điện trường, các hạt tấm sẽ sắp xếp theo đường sức. Trong hình, ta có ảnh cắt ngang của không gian điện trường giữa các điện cực có điện tích khác nhau với những hình thù nhất định. Một điện trường được gọi là đồng nhất khi các đường sức song song với nhau có cùng một hướng và cách đều nhau. Giữa hai bản cực của một tụ điện, ta có một điện trường thuần nhất khi khoảng cách giữa hai bản cực nhỏ. Trong nhiều điện trường, các đường sức sẽ không chạy song song với nhau và khoảng cách giữa các đường sức khác nhau. Điện trường này sẽ không đồng nhất. Các đường sức ở gần điện cực tròn có một độ cao hơn so với khi ở gần điện cực phẳng.